Xin chào các bạn, các quý khách hàng. Tôi tên là Bùi Văn Long. Tôi làm service tại công ty Vi Chắc, tổng công ty Vĩnh Phú. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một loại dòng lưu ham, đó là 311D. Đây là xe lưu 311D, sử dụng công nghệ của lưu ham của tập đoàn Wigan. Xe lưu ham 311D được sản xuất tại Ấn Độ, được sử dụng chống với đường kính chống là 1m72, và bề rộng của chống là được sử dụng là 2m14. Xe lưu ham 311D thì vẫn sử dụng khớp nối ba điểm công nghệ độc quyền của Đức, dùng khi di chuyển trên địa hình không bằng phẳng thì giảm chấn động cho người vận hành. Cái công dụng thứ hai là khớp nối ba điểm này á sẽ giúp cho phân bố lực trên hai bánh đều nhau khi mà chúng ta cua hoặc là đánh lái gấp, để cho đảm bảo về lực cho xe, đảm bảo tốt chất lượng cho xe. Hiện tại thì xe lưu ham 311D được trang bị bảng điều khiển dễ sử dụng, thân thiện với khách hàng. Ngoài ra, lưu ham 311D còn trang bị cho khách hàng cảm biến tốc độ di chuyển của máy và cảm biến tốc độ vòng tua máy để cho khách hàng sử dụng cách hiệu quả. Xe lưu ham 311D được trang bị động cơ Comin 4BT 3.9, sức mạnh bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Giới thiệu với quý vị và các bạn dòng xe lưu 311D. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với chúng tôi, công ty cổ phần tổng công ty Vĩnh Phú tại Biên Hòa, Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.